Những ngày qua, thông tin về một ca tử vong do bệnh bạch hầu tại Nghệ An và ca dương tính với bệnh bạch hầu tại Bắc Giang khiến cho nhiều người lo lắng. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An xác định 119 người có tiếp xúc với bệnh nhân từ lúc khởi phát đến lúc tử vong. Tương tự, tỉnh Bắc Giang cũng xác định có 15 người tiếp xúc với ca mắc. Các chuyên gia y tế khuyến cáo, bạch hầu là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cao nếu không được điều trị kịp thời. Bạch hầu là bệnh nhiễm khuẩn nhiễm độc cấp tính do vi khuẩn bạch hầu gây nên. Bệnh lây truyền qua đường hô hấp, qua tiếp xúc trực tiếp với các dịch tiết từ niêm mạc mũi họng của bệnh nhân hoặc người lành mang trùng khi ho, hắt hơi, đặc biệt trong khu vực dân cư đông đúc hay nơi có điều kiện vệ sinh không đảm bảo. Bệnh bạch hầu đã có vaccine phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu. Tuy nhiên hiện nay, bệnh chưa được loại trừ ở nước ta. Do đó, người dân vẫn có thể mắc bệnh nếu chưa tiêm vaccine phòng bệnh và tiếp xúc với mầm bệnh. Tỷ lệ tử vong do bệnh bạch hầu do WHO nghiên cứu thì nó rơi vào khoảng độ 20%. Thời gian ủ bệnh là khoảng độ 2 đến 5 ngày sau khi bệnh nhân tiếp xúc với cả cái nguồn lây thì có thể là bệnh nhân sẽ có những cái biểu hiện như sốt, đau mỏi người, mệt mỏi, đau họng, khàn tiếng. Rồi cũng có thể là đến giai đoạn toàn phát thì bệnh nhân nó sốt cao, có cái biểu hiện nhiễm trùng, nhiễm độc cao. Ví dụ như là bệnh nhân mệt mỏi, ly bì, đau họng nhiều. Rồi khám thì ở các cái vùng hầu họng nó có những cái giả mạc. Đặc biệt là nó cái giả mạc có đặc điểm là cái màu trắng ngà hoặc là màu xám. Là một cái triệu chứng rất là điển hình để bác sĩ có thể nghĩ đến cái bệnh bạch hầu. Tại tỉnh Hưng Yên, mặc dù từ đầu năm đến nay chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh bạch hầu, tuy nhiên, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh cũng đã có văn bản đề nghị các đơn vị, cơ sở y tế và các địa phương tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh này. Khuyến cáo khi có dấu hiệu mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh bạch hầu, người bệnh cần phải được cách ly và đưa đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời.